Để có thể sử dụng iPad, iPhone trong thời gian dài liên tục mà không phải cầm trên tay thì những chiếc giá đỡ là phụ kiện cần thiết. Hôm nay iCamera xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm giá đỡ cho điện thoại, smartphone, máy tính bảng trên xe hơi, xe đạp với chất lượng và giá cả tốt nhất. Đầu tiên đó là giá đỡ hút chân không. Với thiết kế chân hút cực kỳ chắc chắn, chân kẹt tiện dụng có thể sử dụng cho nhiều loại smartphone khác. Giá đỡ được thiết kế thông minh để bạn có thể điều chỉnh góc nhìn dễ dàng, phù hợp với tầm nhìn mong muốn. Hay nếu bạn sử dụng những chiếc máy ảnh kỹ thuật số lớn và muốn ghi lại những thước phim đáng nhớ trên hành trình của bạn, thì hãy sử dụng chiếc giá đỡ hút chân không cực chắc chắn của iCamera. Giá đỡ có đầu vít xoay máy ảnh có thể xoay được 360 độ. Bạn có thể điều chỉnh được góc quay, góc chụp của máy ảnh vô cùng dễ dàng. Giá đỡ điện thoại và máy ảnh kỹ thuật số tripod mini chân dẻo từng gây sốt trên thị trường bởi chiếc giá đỡ này có 3 chân giống như những chiếc lò xo mềm dẻo, có thể thay đổi góc quay và địa hình chụp. Bạn chỉ cần gắn chiếc điện thoại lên đầu giá đỡ, sau đó điều chỉnh góc quay hợp lý là có thể chụp ảnh thoải mái hàng giờ. Bạn thích đi tập thể dục, đạp xe vào các buổi sáng để tận hưởng không khí trong lành và muốn nghe những bài hát mình yêu thích thì giá đỡ điện thoại kèm ghi đông, tay lái cho xe đạp, xe máy, xoay 360 độ là sản phẩm mà bạn không thể bỏ qua. Bạn đang sử dụng xe hơi và muốn mua giá đỡ nào phù hợp nhất, iCamera sẽ giới thiệu đến bạn đó là giá đỡ thông minh trên xe ô tô Check GPS S2202W được làm từ chất liệu nhựa TPE, độ bền cao, mặt đế phẳng, có lớp keo dính cực chắc, có thể gắn chặt vào bề mặt ô tô, do đó giúp bạn cố định được giá đỡ. Hay giá đỡ điện thoại smartphone sử dụng chuyên dụng trên vô lăng tay lái ô tô, giúp việc sử dụng điện thoại trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Giá đỡ iPad máy tính bảng đa năng dạng nằm giường Model 201. Chiếc giá đỡ này được thiết kế thông minh tiện dụng với những khớp xoay, khớp gập giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh góc quay từ 40 đến 280 độ và độ cao của giá đỡ phù hợp với từng điều kiện sử dụng. Sản phẩm được phân phối tại iCamera, chúng tôi có rất nhiều phụ kiện giá đỡ tripod độc đáo, đảm bảo chất lượng. Để đặt hàng, bạn vui lòng gọi đến hotline hoặc truy cập vào website, chúng tôi có dịch vụ chuyển hàng đến tận tay cho bạn.